Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị miễn nhiệm. Ông Lê Trí Thanh và Nguyễn Hồng Quang bị Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp bất thường tổ chức sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm ông Thanh và ông Quang với 100% đại biểu có mặt đồng ý, 54 đại biểu, vắng 4. Trả lời VN Express, bà Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng ban tuyên giáo, người phát ngôn tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Thanh và ông Quang đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh hồi tháng 11 năm 2023 sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Đến nay, Ban Bí thư đã thống nhất cho ông Lê Trí Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất đề bạt nguyện vọng của ông Thanh và ông Quang. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam làm thủ tục theo quy định, sau đó Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam sẽ xem xét bố trí công tác phù hợp để phát huy năng lực sở trường của ông Lê Trí Thanh và Nguyễn Hồng Quang, bà Lan nói. Từ năm 2022, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút thì tự nguyện xin từ chức. Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. 3 tháng trước, Thủ tướng khiển trách Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hồng Quang do có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Tháng 11 năm 2023, hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật từ mức khiển trách đến khai trừ đảng. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Quang bị cảnh cáo về đảng, ông Lê Trí Thanh bị khiển trách. Tại cuộc họp hôm nay, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường. Tháng 11 năm ngoái, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật. Sau đó, ông Cường xin nghỉ hưu sớm 6 tháng vì lý do sức khỏe, từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Hồi đầu năm, ông được Trung ương cho thôi chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 theo nguyện vọng cá nhân. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo. Hậu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp cận công dân về nước, phòng dịch, quản lý sử dụng đất đai đối với lại một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.